Ở thập niên 90, 91 thì các tụ điểm ở Đầm Sen, sân khấu 126 Trống Đồng, ở mà đi đâu rồi có Vũ Linh thì có Tài Linh hay là Vũ Linh Ngọc Quyền. Còn ngày nay tất cả các tiệc đám giỗ, đám cưới, sinh nhật ở Phước Tân thì cũng có Vũ Linh, Tài Linh mà là Đông Nguyên và người đẹp Kim Chi gặp nhau là hai người song ca. Xin cho chàng phá tay để chào đón người đẹp Kim Chi và chàng hot boy xứ dừa Đông Nguyên. Dạ, bữa nay cũng là ngày kỳ cơm của ba hai. Kim Chi có tới đây ăn một bữa cơm. Cũng chúc các anh chị em, con cháu với ba chú ăn một bữa cơm ngon miệng. Bữa nay cũng còn là ngày tháng 7, ngày Vu Lan. Kim Chi và đứa cháu Đông Nguyên xin hát bài Công Cha Nghĩa Mẹ. Xin các anh chị cho tràng phép vỗ tay ạ. Lòng quảng đại của mẹ cha ghi như biển trời lai lan. Chín tháng cô mang ba năm bồng ấm dành ước nhường khổ miệng sao cho con khôn lớn nên là ai vì Phật sống.
còn cha với mẹ là phước lành tối cao. Nếu một ai cha mẹ đã qua đời, dù cho con vui thế cùng muộn rồi. Chiều nay đứng trước cổng tam quan, nhìn những chiếc lá vàng rơi lạ tà, lòng lâng lâng dạt vào bao nỗi ưu tư, mà bỗng đâu xuất hiện trong con hình ảnh thân thương hai đấng xanh thần. Oh.